sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Chào các em học sinh lớp 5. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thảo luận về các bài tập của bài 4, bảo vệ cái đúng, cái tốt. Hãy chuẩn bị sách vở, bút và cùng nhau bắt đầu bài học nhé. Mời các em cùng bước vào phần khởi động trang 25. Em hãy kể về một việc làm đúng, tốt của các bạn trong lớp, trong trường mà em đã chứng kiến. Theo em, chúng ta cần ứng xử như thế nào với những việc làm đó? Đối với bài tập này thì các em có thể kể tên những việc làm tốt của các bạn trong lớp, trong trường mà bản thân đã chứng kiến và nêu cách ứng xử của bản thân với việc đó như sau. Chẳng hạn, em đã chứng kiến bạn nam nhặt rác rơi ở sân trường và bỏ vào thùng rác. Em rất đồng tình với việc làm của bạn vì việc làm của bạn đã góp phần bảo vệ môi trường. Ví dụ thứ hai, em đã chứng kiến bạn Hoa sau mỗi giờ ăn cơm trưa thường mang cơm thừa cho bầy mèo hoang ở sân bóng sau trường. Em rất đồng tình với việc làm của bạn vì việc làm đó thể hiện tình yêu thương động vật. Bước vào phần khám phá 1 thì các em hãy nhận biết cái đúng, cái tốt cần được bảo vệ. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta trong bài tập này như sau. Hãy chỉ ra những cái đúng, cái tốt cần được bảo vệ trong những bức tranh trên. Và em hãy kể thêm những cái đúng, cái tốt khác cần được bảo vệ mà em biết. Như vậy thì sau khi thực hiện quan sát các bức tranh thì chúng ta có thể trả lời câu hỏi theo gợi dẫn sau. Bức tranh thứ nhất, cái tốt cần được bảo vệ ở đây là việc không nên cho bạn chép bài. Vì chỉ khi cho bạn chép bài thì sẽ khiến bạn có thói quen bị ỷ lại và không tự suy nghĩ hoặc là cố gắng. Bức tranh 2, cái tốt cần được bảo vệ trong tranh là việc người chị khuyên em trai nên đội mũ bảo hiểm. Vì đội mũ bảo hiểm là chấp hành tốt an toàn giao thông và giữ được an toàn cho chính bản thân mình. Bức tranh 3, cái tốt cần được bảo vệ ở đây là việc bạn Lan dù sắp muộn học vẫn nán lại để giúp đưa bà cụ qua đường. Điều này thể hiện lòng tôn trọng và quý mến người già. Bức tranh thứ tư, cái tốt cần được bảo vệ là lời nói của người anh khi yêu cầu em trai giúp mình dọn dẹp sau khi ăn cơm và mình sẽ là người rửa bát. Việc này giúp người em rèn luyện được ý thức tự giác và biết giúp đỡ anh trong công việc gia đình. Ngoài ra thì các em có thể suy nghĩ và kể ra thêm những cái đúng cái tốt cần được bảo vệ như là các trường hợp sau. Bạn Hoa nhận nuôi một chú cún con đi lạc. Bạn Minh giúp các em nhỏ lấy quả cầu lông bị mắc trên cây. Nghĩa và Hùng giúp đỡ bà Loan là người già neo đơn của xóm dọn dẹp nhà cửa, ruộng vườn. Sang phần khám phá tiếp theo thì các em hãy tìm hiểu vì sao phải bảo vệ cái đúng, cái tốt. Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi. Câu chuyện bảo vệ như thế là rất tốt. Đơn vị bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu có thêm một chiến sĩ mới. Đó là Lý Phúc Nha, người dân tộc Sán Chỉ. Ngày đầu đứng gác trước nhà Bác, Nha rất tự hào và vừa lo. Anh chăm chú nhìn con đường dẫn vào võ gác, đang quan sát. Bỗng anh thấy từ xa một cụ già cao, gầy, chân đi dép cao su, dạo bước về phía mình. Nhà chưa kịp hỏi, ông cụ đã cất tiếng chào. Chú gác ở đây à? Nói rồi, cụ định đi vào nhà. Nhà vội nói, cụ cho cháu xem giấy tờ ạ. Ông cụ vui vẻ nói, bác đây mà, bác cũng cần phải có giấy mới được vào ạ. Lúc ấy, đại đội trưởng chạy tới hoảng hốt. Bác Hồ đây mà, sao đồng chí không để bác vào nhà của bác? Nhưng bác Hồ đã ôn tồn bảo, chú ấy làm nhiệm vụ bảo vệ như thế là rất tốt. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta sau chuyện kể vừa rồi đó là cái đúng, cái tốt cần phải bảo vệ trong câu chuyện trên là gì? Lời nói của bác thể hiện điều gì? Theo em, vì sao chúng ta cần bảo vệ cái đúng, cái tốt? Các em ạ, cái đúng cái tốt cần bảo vệ trong câu chuyện trên là tính cảnh giác, bảo vệ an toàn, trách nhiệm và không làm trái luật của anh chiến sĩ Nha.
Lời nói của bác thể hiện rằng việc làm của anh Nha là một việc làm đúng và cần phải được bảo vệ. Vậy thì theo em, cần phải bảo vệ cái đúng, cái tốt, bởi vì cái đúng, cái tốt thường liên quan đến đạo đức và giá trị của mỗi người, nên bảo vệ được cái đúng, cái tốt là bảo vệ được sự công bằng, tử tế và trách nhiệm, giúp chúng ta duy trì một xã hội công bằng, minh bạch. Sang phần khám phá tiếp theo thì các em hãy tìm hiểu một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta như sau. Trong các trường hợp trên, các bạn đã bảo vệ cái đúng, cái tốt thế nào? Theo em, có những cách nào để bảo vệ cái đúng, cái tốt? Vậy thì sau khi tìm hiểu các bức tranh, các em có thể chỉ ra trong các trường hợp trên, các bạn trong tranh đã bảo vệ cái đúng, cái tốt như thế nào? Ở bức tranh 1, bạn nữ đã bảo vệ cái đúng cái tốt bằng cách bênh vực bạn Hưng và khẳng định rằng bạn Hưng làm như vậy là không sai. Ở bức tranh 2, bạn nữ đã bảo vệ cái đúng cái tốt bằng cách khuyên bạn nam không nên gian lận trong thi cử. Bức tranh 3, các bạn đã bảo vệ cái đúng cái tốt khi đứng ra bảo vệ em nhỏ và phê bình việc làm của bạn nam bắt nạt em nhỏ đó. Vậy thì chúng ta có thể đưa ra các cách bảo vệ cái đúng cái tốt như là bênh vực người yếu thế, tố cáo những hành động sai trái và chung tay làm việc tốt. Sau đây sẽ là phần luyện tập. Bước vào phần luyện tập 1 thì em tán thành hay không tán thành với ý kiến nào dưới đây và vì sao? Ý kiến A, bảo vệ cái đúng cái tốt là những việc làm có ích cho người khác và xã hội. Ý kiến B, trẻ em chưa đủ khả năng để bảo vệ cái đúng cái tốt. Ý kiến C, cần ủng hộ, đồng tình với những người thực hiện cái đúng cái tốt. Ý kiến D, không cần quan tâm đến cái đúng cái tốt nếu điều đó không liên quan đến mình. Ý kiến E, nếu không bảo vệ cái đúng cái tốt thì cái sai cái xấu sẽ lấn át. Ý kiến G, bảo vệ cái đúng cái tốt giúp đem lại cuộc sống an toàn, lành mạnh. Vậy thì các em có thể đưa ra suy nghĩ bằng cách lựa chọn tán thành hay không tán thành với các ý kiến đã cho và giải thích vì sao. Như vậy thì đối với ý kiến A, chúng ta tán thành vì bảo vệ cái đúng cái tốt là góp phần bảo vệ việc xóa bỏ những điều xấu và đề cao những điều tốt đẹp, góp phần làm cho xã hội văn minh, giàu đẹp. Ý kiến B thì chúng ta không tán thành vì ở độ tuổi nào cũng sẽ có những việc làm, những lời nói có thể bảo vệ cái đúng, cái tốt. Ý kiến C thì chúng ta đồng ý bởi vì cần phải ủng hộ và đồng tình với những người bảo vệ cái tốt, cái đúng và tiếp theo sức mạnh cho họ để loại bỏ những cái xấu. Ý kiến D thì chúng ta không đồng tình vì cần phải quan tâm đến cái tốt, cái đúng để bảo vệ nó kịp thời và loại trừ những điều xấu. Ý kiến E thì chúng ta đồng tình vì nếu như không đứng lên bảo vệ cái tốt, cái đúng thì chắc chắn cái xấu sẽ lấn át và xã hội sẽ không còn công bằng. Ý kiến G thì chúng ta đồng ý vì chỉ khi bảo vệ những cái tốt, cái đúng thì cái xấu, cái tiêu cực mới không thể phát triển và ảnh hưởng đến cuộc sống. Sang đến phần luyện tập 2 thì em lựa chọn cách nào để bảo vệ cái đúng, cái tốt và vì sao? Cách A, chỉ lên án những cái xấu có liên quan đến mình. Cách B, ủng hộ khi bạn làm theo cái đúng, cái tốt. Cách C, bênh vực khi bạn làm theo cái đúng, cái tốt nhưng lại bị chê bai, chỉ trích. Cách D, không nói ra cái sai của bạn để tránh bị bạn giận. Cách E, noi gương và học tập theo những bạn thường xuyên làm việc tốt. Đối với bài tập này thì các em hãy lựa chọn những cách làm đúng để bảo vệ cái đúng, cái tốt và giải thích vì sao như sau. Em lựa chọn những cách như là ủng hộ khi bạn làm theo cái đúng, cái tốt, bênh vực khi bạn làm theo cái đúng, cái tốt nhưng lại bị chê bai, chỉ trích và noi gương, học tập theo những bạn thường xuyên làm việc tốt. Và chúng ta lựa chọn những cách đó vì đó là những cách làm đúng để bảo vệ cái đúng, cái tốt. Hơn nữa sẽ giúp em rèn luyện được thêm nhiều đức tính quý giá cho bản thân. Sang tới phần luyện tập 3, thì bạn nào biết bảo vệ hoặc chưa biết bảo vệ cái đúng cái tốt trong những trường hợp dưới đây và vì sao? Trường hợp A, Lấp Lan đi tham quan trang trại sinh thái,
Thế Lan cầm chiếc túi đựng vỏ bánh kẹo, Bình nói, sao bạn không vứt luôn ở gốc cây đi? Lan trả lời, lát nữa đến chỗ có thùng rác, tớ sẽ vứt. Thấy thế, mình nói với Bình, Lan làm như vậy là đúng rồi. Trường hợp B là lớp trưởng. Hoa luôn thẳng thắn phê bình các bạn đi học muộn, khiến những bạn đó ghét Hoa. Ngân cảm thấy ái ngại cho Hoa, nhưng không dám bênh vực bạn. Trường hợp C, nhìn thấy một người phụ nữ đang có ý định vứt rác xuống sông, Thắng liền nhờ chú bảo vệ gần đó đến can thiệp. Trường hợp D, Huy, Hòa và Thức cùng đi học. Trên đường đi, Huy dừng lại để kéo cành cây gãy vào lề đường. Thức cằn nhằn, hồi đâu mà cậu làm thế, đi thôi, muộn giờ học rồi đấy. Thấy vậy, Hòa nói, nếu để cành cây như vậy sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường. Chúng mình cùng làm cho nhanh đi. Vậy thì thông qua việc đọc tình huống vừa rồi thì các em hãy cùng cô đưa ra câu trả lời như sau nhé. Đối với tình huống A, bạn Lan và bạn Minh là hai bạn biết bảo vệ cái đúng, cái tốt vì các bạn ấy biết rằng không nên xả rác đúng nơi, không đúng nơi quy định. Và bạn Bình là bạn chưa biết bảo vệ cái đúng, cái tốt. Trường hợp B thì bạn Ngân chưa biết bảo vệ cái đúng cái tốt thì chưa dám đứng ra bảo vệ bạn Hoa thì bạn Hoa phê bình các bạn đi học muộn. Việc làm của bạn Hoa là đúng vì phải làm như vậy thì thầy cô mới có các biện pháp để tránh các bạn lại vi phạm điều đó. Tình huống C, bạn Thắng đã biết bảo vệ cái đúng cái tốt khi đã nhờ chú bảo vệ ngăn người phụ nữ đó xả rác xuống hồ. Trường hợp D, bạn Huy và bạn Hòa là hai bạn đã biết cách bảo vệ cái tốt, cái đúng, thì các bạn đã biết kéo cành cây vào ven đường để tránh người đi đường xảy ra tai nạn. Bạn Thức chưa biết cách bảo vệ cái tốt, cái đúng, vì bạn vẫn cho rằng đó không phải là việc mình cần làm. Sang tới phần luyện tập 4, thì các em hãy xử lý các tình huống sau. Tình huống A, trên đường đi học về, Dũng và Phong thấy một số bạn đang chui qua lỗ hổng hàng rào để hái ổi của một nhà dân bên đường. Dũng nói với Phong, mình phải ngăn các bạn kia. Phong kéo tay Dũng và nói, thôi, mặc kệ đi, nếu có mặt ở đó, em sẽ làm gì? Tình huống B, Nhung có sở thích làm đường tái chế nên thường thu thập chai nhựa, hộp giấy bỏ đi. Một số bạn chế giễu, trêu chọc và gọi bạn là Nhung nhặt rác. Nếu chứng kiến việc làm đó của các bạn, em sẽ làm gì? Trường hợp C, thấy bà bán hàng đánh rơi tiền, Hà nhặt lên và đưa lại cho bà. Nga trách Hà, nếu cậu không trả tiền cho bà, thì bây giờ chúng mình có tiền để mua kem rồi. Nếu là bạn của Nga và Hà, em sẽ nói gì? Như vậy thì sau khi đọc và nghiên cứu thì các tình huống thì chúng ta có thể giải quyết các tình huống lần lượt như sau. Đối với tình huống A, nếu em có mặt ở đó thì em hãy ủng hộ việc làm của Phong và giúp Phong cùng các bạn khuyên các bạn rằng đó là một việc làm không tốt. Nếu chứng kiến việc làm đó ở trường hợp B thì em sẽ bênh vực bạn Nhung và khuyên các bạn rằng việc làm của bạn Nhung là một việc làm tốt. Bạn ấy đang sử dụng những chai nhựa, hộp giấy đó để tái chế thành những món đồ có ích hơn mà lại còn bảo vệ được môi trường. Trường hợp C, nếu là bạn của Nga và Hà, em sẽ nói với Hà rằng hành động của bạn Nga là đúng vì chúng ta đã được dạy rằng nhặt được của rơi phải trả ngược lại người mất. Sau đây sẽ là phần vận dụng. Phần vận dụng 1 trang 30 thì các em hãy viết về một việc em đã làm để bảo vệ cái đúng cái tốt và chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của em về việc làm đó. Với bài tập này thì các em hãy nhớ lại một việc bản thân đã làm để bảo vệ cái tốt cái đúng, sau đấy thì chia sẻ việc làm đó và cảm xúc của bản thân nhé. Cô hướng dẫn các em có thể trả lời câu hỏi này như sau. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của em là khi em đã đứng lên để bảo vệ một người bạn khỏi sự bất công và đối xử không công bằng. Câu chuyện bắt đầu khi em nhận ra một số bạn trong nhóm lớp đang phân biệt đối xử với một bạn. Họ thường xuyên làm trò khó chịu và bày tỏ sự không tôn trọng đối với người bạn đó chỉ vì bạn học sinh đó là bạn học mới vừa chuyển đến và bạn là người dân tộc. Ban đầu em cảm thấy bất an và không biết nên làm gì.
Nhưng sau đó, em nhận ra rằng để bảo vệ cái đúng, em đứng lên và nói lên điều mình tin là đúng. Em đã bảo vệ người bạn mới đó và giải thích với nhóm bạn kia rằng việc bạn ấy là một người dân tộc không có gì xấu hổ và phải chê trách cả, vì chúng ta đều là con dân nước Việt Nam nên mọi dân tộc đều là anh em. Sang tới phần vận dụng 2 trang 30 thì các em hãy sưu tầm một tấm gương bảo vệ cái đúng cái tốt trong cuộc sống và chia sẻ điều em học hỏi được từ tấm gương đó. Đối với bài tập này thì các em có thể nghiên cứu, tìm tòi và giới thiệu đến lớp một tấm gương bảo vệ cái đúng cái tốt trong cuộc sống và chia sẻ những điều bản thân học được từ tấm gương đó, như là tấm gương của một vị luật sư hoặc là một vị công an mà các em biết. Và như vậy, kết thúc bài học thì các em hãy nhớ cho cô một thông điệp này nhé. Học hành, rèn luyện, vui chung, bảo vệ cái đúng, ta cùng tham gia. Việc sai em nhớ tránh xa. Thầy yêu, bạn mến, mẹ cha vui lòng. Chào tạm biệt các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.